Bài 2. Rễ cây. Mục tiêu 1. Trình bày được 5 phần của rễ và 10 loại rễ cây. 2. Mô tả được cấu tạo cấp 1, cấu tạo cấp 2 của rễ cây. 3. Nêu một số rễ cây có ứng dụng quan trọng trong ngành dược. Định nghĩa: rễ cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc từ gốc xuống đất. Nhiệm vụ: hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan trong nước để nuôi cây, dự trữ chất dinh dưỡng, bám chắc vào đất giúp cây đứng vững. Hình thái học của rễ cây. Các phần của rễ: 1. Cổ rễ, miên hóa bẩn, miên lông hút, miên sinh trưởng, miên chóp rễ. Các loại rễ cây: 1. Rễ trụ, rễ cọc, 2. Rễ chùm, 3. Rễ củ, 4. Rễ phụ, 5. Rễ bám, 6. Rễ mút, 7. Rễ khí sinh, 8. Rễ thủy sinh, 9. Rễ hô hấp, 10. Rễ cà kheo. Rễ trụ, rễ cọc là rễ chính của cây, thường phát triển hơn các rễ con. Rễ chính hướng thẳng từ trên xuống và đâm sâu vào đất, ví dụ tô mộc, cây sữa, cây bưởi, cây cải. Chùm là rễ cái, rễ con có kích thước như nhau, rễ chính không phát triển mạnh hoặc chết đi, đặc trưng cho các cây lớp hành. Rễ hành, lúa, sả. Rễ củ là rễ cái hay rễ con phồng to lên do tích lũy nhiều chất dự trữ, tinh bột, ví dụ khoai lang, cà rốt, cải củ. Rễ phụ là rễ mọc từ cành đâm xuống đất, ví dụ cây đà. Rễ bám là rễ mọc ra từ các mấu của thân cây, ví dụ trầu không. Rễ mút là rễ ở cây ký sinh, mọc vào vỏ của cây chủ để hút nhựa từ cây chủ bằng các giác mút, tầm bưởi, tơ hồng. Rễ khí sinh là rễ mọc trong không khí, ví dụ rễ cây phong lan. Rễ thủy sinh là rễ mọc trong nước, ví dụ rễ cây bèo tây. Rễ hô hấp là rễ mọc thẳng đứng lên khỏi mặt nước, cung cấp không khí cho các phần rễ dưới nước, ví dụ rễ cây bụt mọc, cây bẩn. Rễ cà kheo, rễ trống là rễ phụ mọc từ lưng chừng thân tỏa ra bốn phía và cắm xuống bùn giúp cây đứng vững, ví dụ rễ cây đước. Rễ phao là rễ mọc ra để giúp cây nổi trên mặt nước. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây thường phức tạp, đa dạng phụ thuộc vào môi trường và thích nghi với chức năng sinh lý của mỗi loại. Khi quan sát cấu tạo giải phẫu, thường cắt dọc hoặc cắt ngang rễ cây, tẩy, nhuộm, soi dưới kính hiển vi quang học, rễ có cấu tạo đối xứng tỏa tròn. Rễ cây có hai giai đoạn phát triển: giai đoạn kéo dài do hoạt động của mô phân sinh ngọn, giai đoạn tăng chiều ngang do hoạt động của mô phân sinh bên. Dựa vào các giai đoạn phát triển, phân biệt cấu tạo cấp 1 và cấp 2 ở rễ cây. 1. Cấu tạo cấp 1, sơ cấp, rễ cây hai lá mầm, lớp ngọc lan, rễ cây một lá mầm, lớp hành. 2. Cấu tạo cấp 2, thứ cấp, rễ cây hạt trần và cây hai lá mầm. Cấu tạo cấp 1, sơ cấp, khi cắt ngang qua miền lông hút, thấy rễ gồm 3 phần sau: tầng lông hút, biểu bì, vỏ cấp 1, mô mềm vỏ, nội bì, trụ giữa, trụ bì, hệ thống dẫn, tia ruột, mô mềm ruột. Cấu tạo cấp 1, sơ cấp. 1. Vỏ gồm lông hút, tầng lông hút, mô mềm vỏ. 2. Trụ giữa, nội bì, trụ bì, bó gỗ, bó ly bè, mô mềm ruột. Tầng lông hút, biểu bì, nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hòa tan trong nước. Phần vỏ cấp 1, mô mềm vỏ, gồm các tế bào sống vách mỏng bằng cellulo, nội bì, các tế bào hình chữ nhật xếp xít nhau, có chức năng giảm bớt sự xâm nhập của nước vào trụ giữa. Phần trụ giữa, trụ bì, nằm xen kẽ với tế bào nội bì. Hệ thống dẫn, bó gỗ và ly me xếp xen kẽ. Bó gỗ C1 cấu tạo theo kiểu phân hóa hướng tâm, tia ruột, giữa bó ly bi và bó gỗ, mô mềm ruột, dự trữ. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 1 ở rễ cây đu đủ, hai lá mầm. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 1, rễ cây mạch môn, phần trụ giữa, rễ cây mang tây, một lá mầm. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 1, ở rễ cây thiên môn đông, một lá mầm. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu rễ cấp 1 cây hai lá mầm và một lá mầm. Cấu tạo cấp 2 của rễ cây, do sự hoạt động của hai tầng phát sinh, tầng sinh bần, vỏ lục, tầng phát sinh ngoài, tầng sinh ly bi, vỗ, tầng phát sinh trong, nằm ngoài bó gỗ, trong bó ly bi, hoạt động bên ngoài sinh ly bi cấp 2 và trong sinh gỗ cấp 2. Sơ đồ cấu tạo rễ cấp 2, bần, tầng sinh bần, mô mềm vỏ, tia ruột, ly bi cấp 2,
tầng sinh ly bi gỗ, gỗ 2, gỗ 1, mô mềm ruột. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 2, rễ cây bí ngô. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 1, rễ cây đu đủ. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu cấp 2, rễ cây đu đủ. Cấu tạo cấp 1 và cấp 2 của cây hai lá mầm. Hình ảnh cấu tạo giải phẫu, rễ địa liền và rễ lan kim tuyến. So sánh cấu tạo cấp 1 và cấp 2, điểm giống nhau giữa cấu tạo sơ cấp và cấu tạo thứ cấp là đều có phần vỏ và phần trụ giữa. Điểm khác nhau đó là, ở cấu tạo sơ cấp có tầng lông hút còn ở cấu tạo thứ cấp không có tầng lông hút. Cấu tạo sơ cấp có biểu bì còn ở cấu tạo thứ cấp là bần. Ở cấu tạo sơ cấp, cấu tạo thứ cấp gồm ly me cấp 2 và gỗ cấp 2, còn ly me cấp 1 và gỗ cấp 1 chỉ là dấu tích. Hình ảnh.